Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 2, tức ngày mùng 1 Tết. Chương trình đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.